Theo báo Tuổi Trẻ, theo cập nhật mới nhất của New York Times, bà Harris giành được 99 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump có 178 phiếu. Để giành chiến thắng, mỗi ứng viên cần đạt tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Trong cuộc đua lần này, các bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin được dự đoán sẽ là những yếu tố quyết định góp phần quan trọng vào chiến thắng của một trong hai ứng viên. Trước khi các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa vào sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, đã có hơn 80 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu, trong đó gần 45 triệu người đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu sớm và khoảng 38 triệu người chọn bỏ phiếu qua thư. Tại cuộc bỏ phiếu này, các cử tri cũng sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát hạ viện và thượng viện. Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, đúng 8 giờ tối ngày 5 tháng 11 theo giờ bờ đông của Mỹ, tức là khoảng 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu đã đồng loạt đóng cửa ở nhiều bang, bao gồm Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas cũng như Washington, D.C. Đến nay, ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng tại các bang Alabama, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, South Carolina và Florida. Trong khi đó, tại các bang là Maryland, Connecticut, Massachusetts, Rhode đã gọi tên người chiến thắng là bà Kamala Harris. Hiện ông Trump giành được hơn 12,5 triệu phiếu bầu phổ thông, bà Harris nhận được hơn 10 triệu phiếu phổ thông mỗi ứng viên cần giành ít nhất 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Theo CNN, nhà sử học Alan Littman ngày 30 tháng 10 tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân rằng, dự đoán của ông không thay đổi, dù khoảng cách dẫn đầu của Harris tại các bang chiến trường đang dần thu hẹp và các cuộc thăm dò ngày càng cho thấy kết quả xích sao. Ông nhấn mạnh, không có gì khiến tôi phải thay đổi dự đoán mà tôi đưa ra vào ngày 5 tháng 9, bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến. Sai lầm duy nhất của ông Liman là vào năm 2000, khi ông dự đoán ứng viên Angros của Đảng Dân Chủ sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Liman gần đây đã bị chỉ trích vì những dự đoán của mình, đặc biệt là khi nhà thống kê chính trị Ned River cho rằng bộ tiêu chí của ông hoàn toàn tùy ý. Trong tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân, ông Liman cũng chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò trong giới truyền thông, nhấn mạnh khả năng điều hành đất nước mới là yếu tố cho thấy ai sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, chứ không phải chiến dịch tranh cử ông Lindman đã tạo ra mô hình phân tích 13 chìa khóa nổi tiếng để dự đoán liệu ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền sẽ thắng hay thua trong cuộc bầu cử tiếp theo. Theo mô hình của ông, phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên đảng Dân Chủ, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Trong buổi phát trực tiếp kéo dài 90 phút, nhà sư học nhấn mạnh ông không có quả cầu tiên tri và dự đoán của ông dựa trên lịch sử, song cũng thừa nhận những sự kiện chấn động có thể làm phá vỡ hình mẫu lịch sử này. Trước mỗi cuộc bầu cử, nhà sư học này cho biết ông luôn có cảm giác lo lắng, nhưng năm nay cảm giác đó còn nghiêm trọng hơn. Ông nói, lần này tôi có cả một đàn quạ trong bụng. Theo báo Quân đội Nhân dân, song song với cuộc bầu cử Tổng thống, ngày 5 tháng 11, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu lại 1 phần 3 trên tổng số 100 ghế thượng viện. Đảng Dân Chủ đang giữ đa số mong manh tại Thượng viện khóa hiện nay với 51 ghế, bao gồm cả bốn thượng nghị sĩ độc lập ủng hộ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa giữ 49 ghế. Trong cuộc bầu cử năm nay, Thượng viện Mỹ sẽ bầu lại 34 ghế, gồm 23 ghế của Đảng Dân Chủ và 11 ghế bên phía Đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn vì bắt buộc phải giành chiến thắng ở tất cả 23 cuộc đua để tiếp tục giữ đa số tối thiểu tại Thượng viện với 51 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa chỉ cần bảo vệ thành công 11 ghế hiện tại và giành thêm hai ghế nữa để nắm đa số. Trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, Đảng Cộng Hòa thậm chí chỉ cần giành thêm một ghế để chiếm đa số, vì khi đó Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ là Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ. Theo kết quả thăm dò công bố vào ngày 3 tháng 11 do Decisions-HQ, gọi tắt là DDHQ, thực hiện, Đảng Cộng Hòa có 70% cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ từ tháng 1 năm 2025 trước ngày bầu cử đảng cộng hòa đã chắc chắn có thêm một ghế thượng nghị sĩ khi bang tây virginia chỉ giới thiệu thống đốc jim justice một thành viên đảng cộng hòa thay cho vị trí của thượng nghị sĩ dân chủ vừa tuyên bố nghỉ hưu là john martin báo new york times đánh giá nhiều khả năng cuộc đua vào ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang montana sẽ mang tính quyết định tại montana thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng dân chủ là john tester đang yếu thế trước ứng cử viên đảng cộng hòa doanh nhân tim sihi Kết quả thăm dò cho thấy ông Tim Sihi đang dẫn trước với khoảng cách an toàn là 50,9% so với 40,7% của ông John Tester. Báo The Hills nhận định Đảng Cộng hòa đang rộng đường để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ qua tới, đồng thời dự đoán đảng này sẽ nắm giữ 52 ghế và Đảng Dân Chủ có 48 ghế. Theo báo VOV, bất kỳ ai đắc cử Tổng thống Mỹ trong năm nay đều sẽ sớm trở thành huyền thoại trên mặt báo. Nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ hoàn thành một cú lợi ngược dòng ngoạn mục trở lại Nhà Trắng. Sau khi thoát khỏi hai nỗ lực ám sát trong năm nay cùng một bản án hình sự ở toàn New York, bà Harris cũng đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ sau 250 năm đất nước này được lãnh đạo bởi Nam giới các cuộc thăm dò trên toàn quốc và tại các tiểu bang giao động quan trọng không cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa các ứng viên tuy nhiên hai ứng viên vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình nhờ vào những lá phiếu từ bảy bang chiến trường pennsylvania michigan wisconsin georgia north carolina nevada và arizona Đảng Dân Chủ được khích lệ bởi tỷ lệ cử tri nữ đi bỏ phiếu sớm cao với quyền phá thai có khả năng là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm nay kể từ khi đa số thẩm phán tại tòa án tối cao do ông Trump bổ nhiệm đã lật ngược phán quyết râu kiện quyết vào năm 2022. Phó Tổng thống Harris cũng nỗ lực hàn gắn những dạn nứt trong Liên minh Dân Chủ truyền thống, cố gắng thu hút sự chú ý của nam giới da màu nói chung và cử tri gốc Latin nói riêng. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa đang trông cậy vào những cử tri đã bất mãn với tình hình giá cả leo thang cũng như vấn nạn vượt biên trái phép dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cựu Tổng thống cũng hy vọng sẽ lôi kéo những cử tri trung dung về phe đỏ và thuyết phục họ đưa ra quyết định trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Ứng viên Đảng Dân Chủ cũng hứa sẽ đưa nước Mỹ vào một kỷ nguyên tốt đẹp hơn thời kỳ ông Trump tại nhiệm trong một sự kiện tranh cử ở Bắc Carolina trước đó. Tôi đã sống với lời hứa ấy suốt bấy lâu nay và hôm nay nhìn vào mắt tất cả các bạn, tôi hiểu rằng mình cần phải thực hiện nó trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta sẽ cùng đưa nước Mỹ tiến lên phía trước. Đảng dân chủ vẫn lạc quan sau cuộc thăm dò cuối cùng của chiến dịch từ Des Moines Register và MediaCom cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris ở mức 47% và dành cho ông Trump ở mức 44%. Tại thời điểm này 4 năm trước, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng từng ở vị trí tương tự bà Harris trên cùng bảng xếp hạng. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã gửi thông báo chỉ trích Iowa Poll và một loạt các cuộc khảo sát của New York Times, Siena College vì sự tranh lệch này. Cựu Tổng thống ngay lập tức sử dụng dữ liệu khảo sát mới để tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một cuộc bầu cử gian lận. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm bỏ phiếu, không còn cuộc thăm dò nào quan trọng nữa. Đã đến lúc người Mỹ phải đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình, ít nhất là trong vòng 4 năm tới. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020 và đình điểm là cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 dường như bắt đầu vào cuối đêm bầu cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 vào đêm bầu cử năm đó ông trump tạm thời dẫn trước ứng cử viên dân chủ joe biden và có thể tuyên bố chiến thắng nhưng sau đó lợi thế này dần giảm đi khi việc kiểm phiếu qua thư bắt đầu vào tối muộn và những ngày sau ngày bầu cử nguồn cơn của lợi thế ban đầu của ông trump là hiện tượng được gọi là ảo ảnh đỏ thuật ngữ ảo ảnh đỏ mô tả hiện tượng mà các ứng cử viên của đảng cộng hòa có vẻ như có lợi thế lớn vào đêm bầu cử có thể gây hiểu nhầm rằng đó là kết quả chung cuộc tuy nhiên những lợi thế đó dần giảm xuống khi nhiều lá phiếu gửi qua thư bầu cho đảng dân chủ được kiểm đếm việc xóa tan áo anh đỏ gọi là dịch chuyển xanh khi các lá phiếu qua thư bầu cho đảng dân chủ được kiểm đếm sự dịch chuyển này thường do sự kết hợp của nhiều yếu tố gây ra bắt nguồn từ việc cử tri bỏ phiếu theo những cách khác nhau Cử tri đi bầu trực tiếp và đúng ngày bầu cử thường được kiểm trước vì những lá phiếu đó được chuyển thẳng đến các trung tâm kiểm phiếu. Còn phiếu bầu qua thư thường được kiểm sau đó và một số tiểu bang cho phép nhận và kiểm sau ngày bầu cử. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ thêm trong việc kiểm đếm kết quả của những lá phiếu đó. Riêng phiếu bầu tạm thời chỉ được kiểm sau khi xác minh cử tri đủ điều kiện và diễn ra sau cuộc bầu cử. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, hầu như tất cả cử tri đều bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử là ngày thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Điều đó có nghĩa là việc kiểm phiếu tương đối đơn giản. Tuy nhiên, sau năm 2000, những lá phiếu qua thư và phiếu bầu tạm thời ngày càng tăng nên số lượng lớn phiếu bầu không được kiểm cho đến sau đêm bầu cử. Đáng chú ý là vào năm 2020, có thể thấy xu hướng này tăng đột biến khi có nhiều cử tri chuyển sang bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt để giữ khoảng cách an toàn trong thời COVID-19. Điều này dẫn đến câu chuyện có một số bang có kết quả kiểm phiếu chậm, chẳng hạn như là California, bang có nhiều người theo đảng dân chủ và hầu như cử tri đã đăng ký đều gửi phiếu bầu qua thư. Tất nhiên, ông Trump luôn khẳng định mà không có bằng chứng rằng ảo ảnh đỏ hoàn toàn không phải là ảo ảnh và sự dịch chuyển xanh là sự gian lận nhét thêm phiếu vào thùng. Vào đêm bầu cử 2020, ông Trump đã kêu gọi tòa án tối cao Mỹ dừng việc kiểm phiếu và những lá phiếu trễ này vốn bị ông cáo buộc là gian lận, mặc dù tất cả lá phiếu đó đã được bỏ vào ngày bầu cử. Theo báo tin tức, một nghiên cứu thăm dò mới từ công ty Focan Data của Anh đang thu hút sự chú ý khi dự đoán khả năng chiến thắng của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Cuộc khảo sát này sử dụng phương pháp MRP, tức là hồi quy đa biến và mẫu phân tầng, một kỹ thuật được cho là chính xác hơn các phương pháp thăm dò truyền thống. Focan Data đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 31.000 cử tri trên khắp nước Mỹ. Kết quả cho thấy bà Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump tại nhiều bang quan trọng như Michigan khoảng 5 điểm phần trăm, Nevada khoảng 2 điểm phần trăm, cũng có lợi thế nhỏ tại Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, ông Trump vẫn giữ ưu thế tại Georgia và Bắc Carolina, còn tại Arizona kết quả đang khá cân bằng. Điều đáng chú ý là bà Harris đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri nữ da trắng lớn tuổi, vốn là nhóm có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong quá khứ. Ngược lại, ông Trump lại thu hút được sự ủng hộ từ nam giới da đen và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi. James Canagos Suriam, giám đốc nghiên cứu của Focan Data cho biết, mô hình MSP của chúng tôi trước đây đã ủng hộ ông Trump, nhưng trong bản cập nhật gần đây nhất đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chỉ cần một sai số thăm dò bằng 1 phần 3 so với các năm 2016 và 2020 cũng có thể đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Về các vấn đề cụ thể, ông Trump đang chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực được cử tri quan tâm nhất. Ông dẫn đầu về khả năng giải quyết các vấn đề nhập cư, lạm phát, việc làm, tội phạm và an ninh quốc gia. Bà Harris vượt trội hơn trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, phá thai, nền dân chủ Mỹ và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, đây không phải là những vấn đề được cử tri xếp hạng cao nhất. Tuy có những dấu hiệu tích cực cho Đảng dân chủ, các nhà nghiên cứu vẫn giữ thái độ thận trọng. Lịch sử cho thấy các cuộc thăm dò ở Mỹ đã từng đánh giá thấp sự ủng hộ dành cho ông Trump trong các năm 2016 và 2020 với những biến số khó lường, cuộc đua năm 2024 vẫn còn nhiều kịch tính phía trước. Theo báo tin tức, trong bối cảnh chỉ còn vài tiếng là tới bỏ phiếu chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử tại thành phố Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina vào buổi trưa ngày 4 tháng 11. Bắc Carolina với 16 phiếu đại cử tri đang chứng kiến cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai ứng cử viên. Theo thăm dò vào ngày 3 tháng 11 của chuyên trang bầu cử là https 2 chấm gạch chéo gạch chéo www.rin.clearpolling.com gạch chéo. Ông Trump đang tạm dẫn trước bà Harris với tỷ lệ xích sau 48,8% và 48%. Cùng ngày, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng thực hiện hai cuộc vận động tranh cử khác tại thành phố Tiết bang Pennsylvania vào lúc 14 giờ tại Pittsburgh, lúc 18 giờ. Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri được giới phân tích nhận định là bang chiến trường có ý nghĩa quyết định nhất trong chiến dịch bầu cử năm nay. Vào nửa đêm ngày 4 tháng 11, ứng cử viên Trump có cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước khi điểm bỏ phiếu mở cửa tại Grand Rapids thuộc Michigan, tiểu bang có 15 phiếu đại cử tri. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đều giành chiến thắng tại Michigan trong hai cuộc bầu cử gần đây nhất. Tuy nhiên, hiện hai ứng cử viên là Harris và Trump đang bám đuổi quyết liệt tại tiểu bang này với tỷ lệ thăm dò lần lượt là 48,4% và 48%. Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 4 tháng 11 cũng có hàng loạt nỗ lực vận động con thoi tại bang chiến trường quan trọng nhất Pennsylvania. Bà Harris đã tiến hành ba cuộc vận động phút chót ở Scanton, Allentown và Pittsburgh trong buổi chiều nửa đêm cùng ngày nữ ứng cử viên này khép lại chiến dịch vận động tranh cử tại thành phố philadelphia phát biểu trước cử tri pennsylvania bà harris bày tỏ tin tưởng đang có nhiều lợi thế trước ông trump và bà sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay theo kết quả thăm dò cuối cùng trước giờ bỏ phiếu do tờ The Hill Immersion College polling thực hiện, hai ứng cử viên đang ở thế cân bằng trên phạm vi toàn quốc khi cùng nhận được 49,3% số phiếu ủng hộ. Tại các bang chiến trường, ông Trump dẫn trước ở Arizona, Georgia, North Carolina và Pennsylvania, bà Harris nắm ưu thế ở Michigan và Wisconsin, hai ứng viên cân tài ngang sức tại Nevada. Theo báo Tiền Phong, bà Kamala Harris dành toàn bộ ngày 4 tháng 11 ở Pennsylvania, nơi chiếm tới 19 phiếu đại cử tri, nhiều nhất trong số 7 bang chiến trường, sẽ quyết định kết quả của đại cử tri đoàn. Phó Tổng thống sẽ đến thăm các khu của tầng lớp lao động như là Allentown và kết thúc bằng sự kiện vào tối muộn ở Philadelphia với sự tham gia của Lady Gaga và Oprah Winfrey. Trong khi đó, đối thủ Donald Trump lên kế hoạch tổ chức bốn cuộc vận động ở ba bang bắt đầu tại Raleigh, Bắc Carolina và hai điểm ở Pennsylvania với các sự kiện ở Reading và Pittsburgh. Ông kết thúc chiến dịch của mình bằng sự kiện vào tối muộn ngày 4 tháng 11 tại Grand Rapids, bang Michigan. Khoảng 77 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, nhưng bà Harris và ông Trump vẫn nỗ lực để vận động thêm cử tri đi bỏ phiếu. Nếu chiến thắng sẽ giúp ông Trump chấm dứt các cuộc điều tra liên bang đang chờ xử lý, ông cũng sẽ trở thành Tổng thống thứ hai trong lịch sử Mỹ đắc cử không liên tục sau ông Grover Cleveland vào cuối thế kỷ thứ 19. Trong khi đó, bà Harris đang nỗ lực hết mình để trở thành người phụ nữ đầu tiên, người phụ nữ da đen đầu tiên và là người gốc Nam Á đầu tiên làm chủ nhà trắng, 4 năm sau khi bà phá vỡ những rào cản tương tự để trở thành cấp phó của Tổng thống Joe Biden. Bà Harris vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sau màn thể hiện thảm hại của Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận vào tháng 6 dẫn đến việc ông rút khỏi đường đua. Đó chỉ là một trong hàng loạt biến cố xảy ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đến ngày cuối cùng, bà Harris hầu như không còn nhắc đến ông Trump. Bà hứa sẽ giải quyết các vấn đề và tìm kiếm sự đồng thuận, trong khi vẫn thể hiện thái độ hoàn toàn lạc quan. Bà Harris phát biểu vào tối ngày 3 tháng 11 tại Đại học Michigan. Ngay từ đầu, chiến dịch của chúng tôi không phải là chống lại điều gì đó, mà là ủng hộ điều gì đó. Tại Allentown, nơi sinh sống của hàng chục nghìn người Puerto Rico, bà Harris tổ chức cuộc meeting với ca sĩ nhạc rap Phát Châu trước khi đến thăm một nhà hàng Puerto Rico ở Reading với hạng nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez. Cả Faschow và Ocasio-Cortez đều là người có nguồn gốc Puerto Rico, Điểm dừng chân này được lựa chọn sau khi một diễn viên hài tham gia sự kiện của ông Trump đã gọi Puerto Rico là hòn đảo rác nổi. Ông Trump có kế hoạch bỏ phiếu tại Florida vào ngày bầu cử. Ông luôn nhắc lại khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết nhấn mạnh cách tiếp cận cứng rắn đối với vấn đề nhập cư và chỉ trích gay gắt chính quyền Biden-Harris vì tình trạng lạm phát. Ông hứa sẽ mang lại thời kỳ hoàng kim về kinh tế, chấm dứt xung đột quốc tế và đóng cửa biên giới phía nam của Mỹ. Kết quả cuộc bầu cử có thể được quyết định tại bảy bang chiến trường. Ông Trump đã giành chiến thắng tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin năm 2016, nhưng các bang này lại chuyển sang ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada cũng là các bang chiến trường quan trọng trong mùa bầu cử năm nay. Ông Trump đã giành chiến thắng tại Bắc Carolina hai lần và thua ở Nevada hai lần. Ông giành chiến thắng ở Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng lại thua ở đó năm 2020. Theo báo Lao động, chỉ vài giờ nữa, những lá phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sẽ được bỏ vào thùng phiếu để lựa chọn giữa ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump làm người đứng đầu nước Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Ông Donald Trump có thể sẽ dành những giờ đầu tiên của ngày bầu cử Tổng thống 2024 ở bang Michigan, theo AP. Tại đây, ông dự kiến tổ chức một cuộc meeting từ nửa đêm tới dạng sáng tại Grand Rapids. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa có kế hoạch dành phần còn lại trong ngày ở Florida. Ông dự kiến bỏ phiếu trực tiếp tại Florida, dù trước đó đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu sớm. Cựu Tổng thống Mỹ cũng dự định tổ chức một bữa tiệc theo dõi diễn tiến ngày bầu cử tại Palm Beach vào tối ngày 5 tháng 11. Trong khi đó, bà Kamala Harris có kế hoạch tham dự sự kiện bầu cử tại Đại học Howard ở Washington, trường đại học lịch sử dành cho người da màu, nơi bà lấy bằng kinh tế và khoa học chính trị năm 1986 và là thành viên tích cực của hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Ngoài Đại học Howard, bà Kamala Harris không có lịch trình công khai nào cho ngày bầu cử. Ngày 3 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ cho biết vừa điên lá phiếu gửi qua thư để bầu Tổng thống Mỹ và lá phiếu đang trên đường đến California. Theo AP, tới nay hơn 77 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm bằng bầu cử trực tiếp hoặc qua thư. Với tất cả những diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây, cuộc bầu cử lần này mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Nếu thắng cử, bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử 248 năm của nước Mỹ bà cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người gốc nam á đầu tiên đảm nhận cương vị này. Ngày bầu cử Mỹ hiện thường được coi là tuần bầu cử vì mỗi tiểu bang đều có các quy tắc và thông lệ riêng trong kiểm phiếu, chưa kể tới những thách thức pháp lý có thể khiến kết quả bị chậm trễ. AP nhấn mạnh thực tế hiện không ai biết cần bao lâu để người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 được công bố. Trong cuộc bầu cử năm 2020, AP xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng. 4 ngày sau ngày bầu cử, dù vậy trên thực tế, 10 ngày sau ngày bầu cử, AP công bố chiến thắng cho ông Trump ở bang Bắc Carolina và 16 ngày sau ngày bầu cử, chiến thắng của ông Biden được công bố ở bang Georgia sau khi cuộc bỏ phiếu thủ công kết thúc. 4 năm trước đó, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 được xác định chỉ vài giờ sau khi hầu hết các cuộc bỏ phiếu kết thúc, khi đó AP công bố ông Trump là người chiến thắng vào lúc 2 giờ 29 phút sáng sau ngày bầu cử. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các chuyên gia nhận định nếu không có biến động đột ngột, bảy tiểu bang chiến trường sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Tuy nhiên, quy mô bỏ phiếu của các tiểu bang, mức độ cách biệt về tỷ lệ ủng hộ hay ứng viên trong các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ trước ngày bầu cử cho thấy thời điểm công bố người chiến thắng sẽ rất khó đoán định.